chôn hay thiêu để người đã mất được siêu thoát, hầu hết chúng ta vẫn hiểu sai. Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, khi một người mất đi và rời xa trần thế, đa phần chúng ta sẽ phân vân giữa việc lựa chọn hỏa thiêu hay chôn cất. Theo quan niệm của người dân các nước phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng thì vẫn ưa chuộng cách chôn cất hơn cả, vì họ sợ nếu mang thân xác đi hỏa thiêu sẽ làm người mất đau đớn và trái với phong tục ngày xưa. Chỉ có một số người hiện đại ủng hộ việc hỏa thiêu vì cho rằng điều này là văn minh và giữ cho môi trường không bị ô nhiễm, đồng thời người đã mất là hồn lìa khỏi xác rồi nên sẽ không bị đau đớn dày vò bởi ngọn lửa. Vậy theo bạn thì đâu mới là ý kiến đúng và người đã khuất thì nên chôn cất hay chọn cách hỏa thiêu? Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Từ xa xưa đến giờ, nhân loại chúng ta xử lý thân xác khi tắt thở thì có nhiều hình thức xử lý. Có dân tộc họ thủy táng, dân tộc ta từ trước tới nay thì địa táng, chôn xuống đất. Có nơi họ hỏa táng như Ấn Độ, phương Tây cũng hỏa táng rất nhiều. Cũng có nơi họ thú táng, điểu táng, tức quăng xác cho chim, cho thú ăn. Có nơi thì không táng, họ treo xác lên trên cây. Có nơi lại ướp xác như ở Ai Cập. Nhưng phổ biến nhất có lẽ chính là hỏa táng, tức hỏa thiêu, và địa táng, tức chôn cất. Ở Việt Nam ta từ trước tới nay đa phần là chôn cất. Thời gian gần đây vì tình trạng đất chật người đông nên việc hỏa thiêu cũng đã bắt đầu phổ biến hơn. Thứ nhất, góc nhìn của nhà Phật về vấn đề hỏa thiêu và chôn cất người đã khuất. Theo quan điểm nhà Phật rất rõ ràng, cái thấy biết của nhà Phật, một chúng sinh hữu tình có hai phần là phần thân xác và phần tâm linh. Theo thế gian gọi là hồn và xác. Hồn là phần quan trọng, xác chỉ là đất, nước. Chết rồi chỉ về với cát bụi. Nhà Phật gọi xác là thân tứ đại. Trong ngũ uẩn thì xác thuộc về sắc uẩn. Còn bốn uẩn còn lại là thuộc về tinh thần. Phần tinh thần khi bốn uẩn đó tan rã thì sắc uẩn về với cát bụi. Còn bốn uẩn còn lại sẽ di chuyển về kiếp sau, tái sinh một đời sống mới. Nhà Phật coi thân xác như chiếc áo, mỗi kiếp chúng ta mặc vào rồi hết hạn lại cởi bỏ ra. Cho nên trong nhà thiền từng nói, sinh như đắp chăn bông, tử như cởi áo hà. Khi chúng ta học Phật cũng phải quan niệm về thân này như vậy. Thân này không phải là của mình, không phải là chính mình, trước hết là của cha mẹ cho mình mượn. Chúng ta mượn máu huyết của cha mẹ, sau đó ra đời mượn đất nước đắp vào. Đến lúc chết rồi thì phải trả lại. Việc thiêu xác không có gì là trái với phong tục hay đạo lý thường tình cả. Tuy nhiên ở Việt Nam theo tập tục của dân tộc ta là đem chôn. Nó trở thành một truyền thống. Trong những năm gần đây thì hình thức hỏa táng sau khi chết cũng khá phát triển và rất nhiều gia đình tiến bộ, nhiều người tiến bộ tự nguyện ghi di chúc cho con cháu sau khi chết hãy đem đi hỏa táng, và nhiều gia đình hỏa táng rất yên ổn, không có vấn đề gì. Nhưng cũng có gia đình gặp những chuyện bất an sau khi hỏa táng. Thứ hai, nỗi lo sợ hỏa thiêu có gây đau đớn cho người mất có thật hay không? Có nhiều người lo sợ rằng việc hỏa thiêu sẽ khiến cho người đã khuất phải chịu đau đớn. Nhưng điều này không hoàn toàn chính xác.
bởi tùy theo từng vùng miền, địa phương, tôn giáo mà tập tục mai táng có khác nhau. Trong đó có nhiều nơi chọn hỏa táng, nhưng nhiều nơi lại chọn địa táng. Với sự giao thoa về văn hóa, các hình thức mai táng cũng dần được hòa trộn. Thân bao gồm tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Khi đã chút hơi thở cuối cùng thì cũng trở về với tứ đại, chẳng còn gì để suy viễn ở tương lai, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn gì nữa. Phật giáo chỉ có chú trọng vào nghiệp thức để khuyến cáo người đời lánh xa các điều ác, thực hiện các việc lành, tái sinh vào cõi thánh thiền, chứ không chủ trương đề cao hỏa táng, địa táng hay bất kỳ một hình thức nào. Nhiều người phân vân không biết hỏa táng có nên hay không, vì họ tin rằng hỏa táng sử dụng lửa giống như hình thức tra tấn dưới địa phủ, sẽ đốt cháy linh hồn người đã khuất, khiến họ luôn luôn phải chịu sự đau đớn và không thể an giấc ngàn thu. Thế nhưng hỏa táng không hề ảnh hưởng tiêu cực đến như vậy, mà điều quan trọng hàng đầu là bạn phải biết chắc chắn rằng thần thức đã chuyển di ra khỏi thân xác và được giải thoát. Ngược lại, trường hợp không chắc thần thức đã được chuyển di ra ngoài thân xác, việc vội vã đem người quá cố đi hỏa táng có thể là nguyên nhân gây cho thần thức vô cùng đau đớn, đọa lạc thành các loài quỷ ma. Dù thiêu hay chôn thì thân xác của người chết không còn cảm giác nóng hay lạnh, vì khi tứ đại tan rã, hệ thần kinh ngừng hoạt động, thần thức đã rời khỏi thân xác để đi tái sanh sang cõi khác. Sau khi hỏa thiêu, thân xác người chết sau khi được đốt 3000 độ thì không còn là gì nữa, cốt không là gì hết, đó chỉ là chất âm. Phần cho cốt còn lại chỉ là biểu tượng của người qua đời, là người thân mà ta thương yêu. Chúng ta nên kính trọng, tuy nhiên không nên quyến luyến quanh những biểu tượng này, không nên sống mãi với quá khứ của họ, hay nghĩ rằng chúng ta chẳng còn liên hệ gì với người đã chết. Theo niềm tin của phần lớn người Đông Phương thì khi chết, phần lớn người chết vẫn còn mơ hồ, chưa biết là mình đã chết. Vì thế, họ thường quay trở lại nhà và sống như lúc đang còn sống, mặc dù người thân chẳng thấy, chẳng biết có họ hiện diện. Có khi họ mượn tạm xác thân đã chết để hiện ra trong chốc lát mà người sống khi thấy hoảng sợ và gọi là hồn ma. Kinh nghiệm dân gian cho thấy, ở những nơi xảy ra tai nạn chết người, hồn người chết thường hiện ra với bộ quần áo họ mặc lúc bị tai nạn. Vì lý do đó mà khi chết nên thiêu xác để người chết không thể mượn xác thân của mình để hiện ra nữa, hoặc không còn quyến luyến cái thân xác cũ nữa. Thời gian gần đây ở Việt Nam, do nhu cầu bảo vệ môi trường và dân số tăng nhanh, chính quyền ở nhiều địa phương khuyến khích người dân nên chuyển sang phương thức hỏa táng. Theo quan niệm hiện đại, hỏa táng là một hình thức rất hợp vệ sinh, bảo vệ được môi sinh, không mất đất, lại giảm bớt được rất nhiều công đoạn như xây mộ, tảo mộ, bảo quản mộ, cải táng, di dời. Cho nên việc hỏa táng càng ngày càng được phổ biến rộng rãi. Quý vị thân mến, thực ra thì khi một người đã mất đi và hồn lìa khỏi thân xác, việc hỏa thiêu hay chôn cất sẽ chỉ còn là hình thức để chúng ta giải quyết thủ tục ở nơi trần thế mà thôi. Điều này vốn không ảnh hưởng quá nhiều đến vong linh của người đã mất. Tuy nhiên, để làm được như vậy thì ta cần khai thị cho họ trước khi thực hiện hỏa táng hoặc chôn cất. Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tiếp tục tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, việc hỏa thiêu hay địa táng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.
nhưng điều nguy hiểm hơn sẽ xảy ra nếu chúng ta giải quyết phần tâm linh không tốt, khiến cho vong linh chấp trước phần thần thức mến tiếc thân xác đó. Họ cảm thấy mình nóng, cũng giống như chiếc đồng hồ rơi xuống đất, ai đó lấy chân di đi thì bản thân ta thấy tiếc, thấy đau, vì đó là chiếc đồng hồ của ta. Thân xác cũng vậy, nếu mang vào lò thiêu thì thần thức sẽ thấy rất nóng. Đó là sự chấp trước do tâm chấp trước sinh ra. Để xử lý tốt việc này, đối với người trước khi mất, chúng ta phải khai thị, nói cho người đó rõ quan niệm về thân. Thần thức với thân có thể rời nhau để họ không chấp vào thân, hoặc người đó giác ngộ, họ tự nguyện rằng sau chết sẽ chấp nhận hòa táng. Hoặc chúng ta có thể khai thị cho người đó để họ giác ngộ trước khi chết. Hoặc khi người đó mất rồi, chúng ta sẽ khai thị cho vong linh để cho vong linh không chấp trước vào thân đó nữa thì không vấn đề gì cả. Đây là một việc làm rất quan trọng, bởi vì dân tộc Việt đã từ lâu quen với tập tục chôn sau khi chết, cho nên chúng ta phải giải quyết khâu tư tưởng này trước. Đối với người sống và đối với vong linh đều phải khai thị thì sẽ rất tốt và không có vấn đề gì xảy ra. Nhiều người quan niệm sau khi chết sẽ thấy nóng và về báo mộng thì không phải thế. Đó là khi vong linh chấp trước vào thân xác, sau khi được giác ngộ, được hiểu thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Đức Phật của chúng ta cũng được các chúng đệ tử đưa đi hòa táng. Các vị thánh tăng trước đây cũng hòa táng. Hòa táng rất sạch sẽ, văn minh. Chúng ta không phải lấp xuống, đào lên. Khi hòa táng, vong linh sẽ không chấp trước vào thân xác. Và khi hòa táng, vong linh rất dễ siêu thoát. Còn khi chúng ta địa táng, xây mồ mà đẹp thì vong linh lại chấp trước vào đó thì sẽ rất khó siêu thoát. Hòa táng giúp cho người sống xem nhẹ thân này và thấy được thân này rất giả tạm. Chúng ta không bị chấp mắc vào cuộc đời, và hơn thế nữa, giải quyết được vấn đề đất, người sống sẽ không phải lo thiếu đất. Đức Phật làm điều gì cũng đều biết trước. Ngài là tấm gương về việc hòa táng, cho nên chúng ta nên hòa táng. Bản thân vong linh cũng rất lợi ích, người sống cũng rất nhàn hạ. Quý vị thân mến, hy vọng là sau khi theo dõi chương trình ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề lựa chọn hình thức hỏa thiêu hay địa táng người mất là phù hợp. Bên cạnh đó thì Phú Quý Tài Lộc muốn nhắn nhủ tới bạn rằng mọi việc trên đời đều cốt ở cái tâm. Chỉ cần có tấm lòng thành kính và chân thật thì mọi việc bạn làm đều sẽ trở nên đúng đắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.